Cô chào kìa. Cô nhớ nói thank you cô nha. Thank you. Con nói gì? Con nói gì với cô? Trick or treat. Rồi con lấy đi. Rồi, thank you cô đi. Thank you. Kenzie, I think you're in the middle. Yes. Con chọn đi. Con lấy cục đi. Con nói gì? Thank you. Enjoy your Halloween. Thank you. Khoai ơi, Khoai đi xin kẹo hả? Mấy kẹo à? Ồ, nhiều kẹo dữ ta. Khoai thích không? Có kẹo trắng trắng nè. Ồ, có kẹo trắng trắng nữa. Wow. Rồi bây giờ mình đi chơi một chút rồi mình về ha.